anh Đức chính thức công bố ngày cưới, khoe ảnh cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa. Sau khi cầu hôn thành công vào tháng 4 vừa qua, anh Đức đã chính thức báo hỉ đến khán giả và đồng nghiệp. Ảnh cưới lung linh của cô dâu chú rể nhận được nhiều lời khen và chúc phúc từ mọi người. Tối ngày 21 tháng 6, diễn viên anh Đức công khai thời gian làm đám cưới với bạn gái là ngày 26 tháng 7 sắp tới. Không chỉ khoe ảnh cưới, anh còn thể hiện tâm trạng hân hoan, xúc động trước thềm rước nàng về dinh. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Anh chờ đợi nhiều năm để được gặp em, nhưng giờ không chờ thêm được nữa. Cưới ngay kẻo lỡ, rồi về nhà anh ở. Cùng thời điểm, Quỳnh Anh cũng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên anh Đức. Cô viết, cảm ơn anh đợi em lớn lên rồi dắt em đi chụp hình cưới, chỉ đơn giản vậy thôi là em đủ vui rồi. Có thể thấy, anh Phạm ghi điểm với ngoại hình xinh đẹp, nhan sắc nức nở. Trong khi đó, anh Đức cũng cực kỳ lịch lãm với vest tím, không giấu được niềm hạnh phúc khi về chung nhà với bạn gái sau thời gian gắn bó. Khi đứng cạnh nhau, cặp đôi rất xứng đôi vừa lứa với đối phương. Khi nhận tin vui từ anh Đức, dàn nghệ sĩ đều vui mừng để lại bình luận chúc phúc tới cặp uyên ương. Ốc Thanh Vân suýt xoa, cưng quá trời ơi. Chi dân hào hứng chờ đến ngày chung vui với người bạn thân thiết, hẹn ngày đó bạn nhé, chúc mừng bạn tôi. Cát Phượng nói, cưng quá xá, chúc mừng hai em. Pha Lê khen ngợi về hạnh phúc của cặp đôi, ôi bạn ơi, ối bạn ơi, đẹp đôi quá. Được biết anh Đức và Quỳnh Anh có khoảng một năm để hẹn hò, tìm hiểu sau đó mới quyết định về chung một nhà. Trong thời gian này, cặp đôi lựa chọn tạm thời giữ kín mối quan hệ tình cảm với giới truyền thông. Thỉnh thoảng, cả hai xuất hiện cùng nhau trong những buổi tụ họp vui chơi với vợ chồng Harry Won, nhưng vẫn giữ khoảng cách, ít đứng cạnh nhau. Đến ngày 4 tháng 4 năm 2024, nam diễn viên công khai chuyện tình cảm, bằng dòng trạng thái thông báo cầu hôn bạn gái thành công. Anh Đức từng chia sẻ, trước đây tôi không công khai vì sợ thông tin cá nhân ảnh hưởng đến các dự án, gây lùm xùm không đáng có. Tôi chọn lúc này chia sẻ vì thấy thích hợp. Chia sẻ thêm về Quỳnh Anh, cô là diễn viên trẻ, sở hữu gương mặt xinh xắn và ngoại hình ưa nhìn. Nữ diễn viên ghi dấu ấn khi từng tham gia nhiều bộ phim như Mai, Hoa hậu Giang hồ, Đường về có nhau, dù chênh lệch nhau 12 tê uổi, anh Đức và Quỳnh Anh được khen đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Đặc biệt, nhan sắc xinh như hoa hậu của nữ diễn viên khiến dân mạng không khỏi trầm trồ. Trên trang cá nhân, diễn viên Anh Phạm gây chú ý với nhan sắc đời thường xinh xắn, phong cách ăn diện thanh lịch và trẻ trung đúng với độ tê uổi. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đi du lịch sang chảnh. Anh Phạm thu hút sự chú ý của người hâm mộ không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng mà cô còn có tính cách cực vui vẻ, hài hước. Cô nàng thường quay một số content tình huống trên TikTok và được netizen dành nhiều lời khen. Trước đó, anh Phạm cũng nhận được sự quan tâm với màn quảng bá phim Mai khi đang bị tắt tiếng. Sau nhiều ồn ào đời tư, anh Đức khá kín tiếng, ít khi xuất hiện trước truyền thông. Nhiều năm qua, nam nghệ sĩ còn được biết đến là bạn thân hơn 20 năm của Trấn Thành. Từng có quãng thời gian độc thân, anh Đức từng bị ông xã Harry Won giao bán trong nhiều chương trình. Trấn Thành dùng câu cửa miệng, em nghĩ như thế nào về diễn viên anh Đức? Để mai mối cho bạn thân. Nói thêm về sự nghiệp của diễn viên anh Đức, anh được biết đến là diễn viên hài và diễn viên kịch sân khấu, từng tham gia nhiều vở kịch nổi tiếng như Hồn Trinh Nữ, Sắc Sống Trôi Sông và một số phim truyền hình như Hai Gia Đình, Hạnh